Hello cả nhà, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của mình, Vũ Kali Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay gia đình mình đang đi tới một trong những cái farm cherry đó cả nhà. Thì bây giờ cũng bắt đầu vào mùa hái cherry rồi. Thì hôm nay gia đình mình đi hái cherry. Thì năm nào gia đình mình cũng đi hái hết. Năm nay thì hơi sớm hơn một chút. Đó, thì bây giờ mời cả nhà cùng đi hái cherry với gia đình mình cho vui nha. Thường giữa tháng 5 hoặc là cuối tháng 5 á cả nhà thì nó rộ hơn, nhưng mà bị mấy cơn mưa không biết cherry năm nay làm sao ha, không biết năm nay làm sao cả nhà ơi, tại vì bị mấy cơn mưa cả nhà. Thank you. Thank you. Hôm nay họ đã mở cửa rồi, cho mình vô mình hái. Mình hái xong là mình ra tính tiền là 4 đồng một pao hái tại vườn nha cả nhà. Dạ lấy cái xô. Nào quá trời kìa, trời ơi quá trời ơi. Quá trời luôn kìa con. Cây nó không có lá luôn. Cherry vàng, cherry đỏ, quá trời luôn. Quá trời luôn cả nhà ơi. Cây này trái từ gốc tới ngọn luôn. Cả nhà nhìn nè cả nhà. Đây, từ từ, đó, quá trời luôn. Wow. Nhìn thấy mê không cả nhà? Đây. Trời ơi, nó đỏ lồn chứ. Dạ, cái cây kìa. Trời ơi. Đó, wow. Nguyên cái thằng này. Đây, để em quay cho cả nhà coi, để em quay cho nhà coi. Cả nhà coi nè. Từ dưới gốc cả nhà ơi. Từ dưới gốc mà lên tới ngọn luôn nè. Quá trời luôn cả nhà, nhìn thấy mê không cả nhà? Quá trời luôn. Lên tới ngọn luôn kìa. Trời ơi nó bu giống như là quá trời luôn. Cái này nè, nó chùm nó mọc từ cái thân ra, cứ tưởng tượng là nho thân gỗ luôn đi. Tưởng tượng hay quá. Đó, nhìn nó bu gần cái thân nó bu ra luôn, quá trời quá đất luôn á. Bây giờ mới đầu mùa thôi cả nhà, cho nên còn vắng. Mai mốt vào giữa tháng 5, cuối tháng 5 là nhiều nó sẽ rộ hơn. Trời ơi mấy cái cây này nhìn thấy mê quá ha. Quá trời. Mà anh thấy mấy kia còn non á. Có mấy cái nó còn nhỏ. Ừ, không, cái gốc. Thì cái gốc cái cây nó còn nhỏ. Ừ. Nè, mà trái nó quá trời luôn. Nó đu trái quá trời trái luôn nè. Nhìn mê luôn á. Bây giờ mình đi lựa cái trái nào bự bự mình hái đi. Wow, đằng đây cũng quá trời luôn nè. Cây này quá trời mà ha. Ừ, nhiều quá. Quá trời quá đất luôn nè, trái bự 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 rồi, đã không? Trời ơi, nè nhìn nè. Trời ơi, xum xê nè, đã chưa? Nhìn thấy mê chưa? Wow, cả nhà nhìn nè, cả nhà nhìn quá trời luôn cả nhà ơi. Nè đây. Trời ơi. Trời ơi, nguyên cái này nó đu quá trời luôn. Nó triểu cành luôn nè, cành quá trời luôn nè. Mê ha. Trời ơi, mùa này đi đã lắm cả nhà. Trời ơi. Trời ơi, nó đỏ mà nó quá trời luôn cả nhà ơi. Trời ơi, nhìn nó đẹp, nó đẹp nữa chứ. Nhìn thấy ha, nó thấy mê vậy thôi. Trời ơi, cái cành nào cành đấy nó bu còn hơn là gì luôn nè. Nó nặng mấy cái cành luôn. Đầu mùa bị chè trái quá trời luôn. Mà bị mấy cây mưa ha, tưởng nó bị thất mùa năm nay chứ ai nhàn đâu, cũng quá trời quá đất vậy biết nữa. Cái này cherry vàng nè mom. Mẹ, cái này cherry vàng nè. Trời ơi nhìn đã quá trời đã luôn cả nhà ơi. Trời ơi, cây nào cây nấy nè, quá trời quá đất.
Này nè cả nhà, nhìn thấy mê không cả nhà? Wow. Nguyên một hàng mấy hàng luôn. Cây nào cây nấy quá trời luôn. Quay sao mà? Quay sao mà? Quay sao mà? Chợ nguyên cái hàng này là cây nào cây nấy quá trời trái luôn. Bên hàng này thì trái nó nằm ở trong. Nó nằm tùm ở trong cả nhà ơi. Thấy ăn liền luôn. Ngọt quá. Cả nhà nhìn nè cả nhà. Ôi ôi mê ly luôn. À trời ơi, mấy cây này trong lùm nè cả nhà. Ở phía trong cây á. Nó quá trời quá đất luôn nè cả nhà. Đã quá. Anh tìm cái chỗ nào đóng đô đi anh. Ngồi chỗ đi. Ừ đóng đô ngồi chỗ ngồi. Ngồi thưởng thức. Bự bự không à. Trời ơi giờ nhìn qua mắt luôn rồi. Giờ không biết hái từ đâu luôn. Nhiều quá trời nhiều luôn. Không biết hái từ đâu luôn. Cái hàng đây là nó trái nó nằm ở trong cái kẽ ở trong cái kẽ cây này cả nhà. Quá trời luôn. Hái trái thấp không hái, hái trái cao đứng nhìn tí hồi nữa tá quả. Trái cao nó mới bự. Đứng tìm trái cao, trái thấp em cũng thấy bự quá trời kia. À nhưng mà nó chưa chín. Đó rồi vậy, được voi đòi tiên. Chín đen rồi em hái nó. Được voi đòi tiên là vậy đó. Anh biết sao không? Em hái á, em ăn á. Trời ơi nó giòn mà nó cứng mà nó ngon, nó ngọt. Nó tươi lắm. Nó ngon quá. Cái này em tìm cái gốc cây nào em ngồi chỗ quá. Em tìm cái gốc cây em ngồi đi. Kiếm cái chỗ nào. Ôi trời ơi. Ôi em nhìn cây nào em cũng mê hết trơn á. Trời ơi. Đã quá ha. Thì em hái cái trời ơi năm nay mình tưởng bị mấy cơn mưa tưởng nó bị thất mùa ha. Ai nhàn quá trời luôn á. Nó cả nhà thấy không cả nhà? Đó lác đác. Này mình đang ngồi ở dưới những cái tàn cây dưới gốc cây nè. Đó mình quay cho cả nhà coi nè. Cherry đó. Mấy cái cây kia cái hàng cây cherry kia hả là nó quá trời luôn. Anh. Cái hàng cherry này quá trời quá đất luôn á. Còn cái hàng này là nó nằm ở trong lùm đây nè. Đó nó lên nè, quá trời luôn á. Thôi bây giờ em kiếm cái chỗ nào cái em lót với gốc cây em ngồi đi. Hang, em ngồi okay. Anh hái hang. Để tới đằng kia cái đó. Tới đằng kia đi, em ngồi chỗ anh hái đi. Anh để cái xô xuống đây anh. Lấy nhiều quá. Để xô xuống hết. Sao hái trái thấp bự bự không hái, hái trái cao chi vậy trời? Cao nó chín. Nó tìm trái cao không à? Người ta không hái trái cao, mình hái trái cao ha. À hái không được. Giờ mình hái cái trái này mình ăn thử này. Cái cây này cả nhà
nó ngọt mà trái nó không được cứng giòn. Trời ơi, nguyên một chùm này nhìn thấy thương không cả nhà. Trời ơi, đã quá trời đã luôn. Trời ơi, mình muốn bẻ nguyên cây này về luôn. Đã quá trời luôn nè. Trời ơi, nhìn sao thấy mê quá trời mê luôn cả nhà ơi. Cây này ngon quá cả nhà. Trời ơi, cái cây này nó trái nó to. Đây là để mình quay cho cả nhà coi nha. Đó, cả nhà thấy không, trái to quá trời to luôn nè. Cứng. Trời ơi, cây này ngon quá. Cái cây cherry này, cái loại ngon, nó vừa cứng giòn ngọt mà cái hậu nó hơi chua nhẹ nha cả nhà. Wow, quá tuyệt vời, ngon quá. Ngon quá. Trời ơi, cho cherry lên luôn cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy không? Mê không cả nhà? Quá trời luôn. Cái này lựa trái nào bự thiệt bự cả nhà hái. Cả nhà nhìn. Đã lắm. Đó. Cái cây này nó bự quá trời bự luôn á. Nãy anh trúng cái cây kia nó bự quá, anh đứng một chỗ anh hái cũng đầy xô. Thì đó, nãy giờ em núp ở dưới này mà em hái nè. Nè, thấy không? Này của Vincent hái nè. Vincent hả? Vincent thấy trái nhỏ dữ vậy? Ừ. Tại vì nó đứng lừa không? Ra bớt đi. Nó giới không tới á. Mấy cái trên cao thì nó cao quá. Lừa ra bớt, lừa mấy trái nhỏ nhỏ. Đừng mua, lấy mấy trái bự bự. Đã ha. Đầu mùa mà cho đi quá trời luôn. Đứng vô mẹ chụp hình cho con cái này cái thôi. Út ơi, Út ơi, trái này bự quá Út ơi. Nè, ố dễ thương. So cute. Hello. Ăn nhiều quá nặng bụng sao. Ăn cherry. Vô giường ăn cherry một bụng rồi. Nó sốt ruột. Em biết sao, mình hái cây nào á, cái mình ăn thử cái cây đó rồi mình hái nha. Mình tìm cây nào ngon á, trái bự á, cái mình ăn thử nó ngon á, mình hái cây đó. Vui quá ha. Ba cha con ngồi vừa lựa vừa ăn. Chút vô. Nhiều quá chứ. Hái nửa tiếng mà được xô luôn hả? Ừ.
Ui vậy ạ, trời ơi. Đợt trước con qua con ăn của gì? Cuối mùa. Không có nhiều lại hôm nay. Nó tin. Nó tin nữa. No. Cái cây dưới này, cái cây dưới này ngon lắm nè chị. Cây dưới này trái to mà ngon. Cái cây dưới đó bự quá trời bự luôn, ngon lắm. Dạ đó đó, chị ăn thử đi, chị ăn thử đi, ngon lắm. Nó giòn, nó ngọt mà nó cái nó to. Nãy giờ em ngồi em hái một xô luôn á, cây này. Em chạy qua em thấy em lấy thêm muối xô nữa em hái đấy. Ngon. Ừ. Đúng rồi. Ập cái xô ngon lành vậy. Ừ. Dữ vậy hả? Ừ. Bớt được, con gái hái nhiều dữ vậy. Con gái mà nó hái nó gái hái nhiều dữ vậy gái. Con hai con cũng vậy trong đó. Với anh à. Hai xô. Xô rưỡi. Đó. Nửa tiếng ngồi hái xô rưỡi. Quốc thêm nửa tiếng nữa về để luôn tháng ăn không hết. Trời ơi bớt kìa. Thái thì mê. Nó bắt nó ăn à. Để Thái mê vậy cho bớt ăn ấy. Giường rộng thênh thang luôn. Trời ơi mình không có sức thôi chứ mà có sức đi hết cái giường này chắc cũng mấy tiếng ngồi luôn ha. Quá trời trời luôn. Đi tới chiều không hết luôn. Ừ. Tại vì em stop từng cây một mà. Ừ, từng cây mà quá trời luôn á. Trời ơi, nhìn thấy mê quá, nhìn cái nào trên trên đó. Nhìn thấy bự cũng ham hái nữa. Cây, đi hết. Trời ơi, nhìn cái bự cũng ham hái nữa. Không ham hái, bỏ miệng ăn. Trời ơi luôn. Anh chơi cầm một cây muối. Con kêu quả cắp lá cắp lá. Yeah. Anh cầm muối trắng hả? À, ba lấy bình muối vô cái nè. Để ăn cho khỏi đau bụng. Nãy cầm muối xí muội á, nãy có hũ muối xí muội nha. Không, ba cầm nó sợ. Trời ơi. Ăn con. Gái ăn nè. Ăn đi con chấm muối ăn. Ờ mẹ rửa thì không rửa, bụi giả man luôn bây giờ cầm chấm muối nữa mới ghê. Trời ơi nhìn cái cây này mê quá. Nè, nhìn cây này mê anh. Lên hái tiếp. Lên hái tiếp. Hái gì ăn cho hết. Có muối không vậy? Ngồi chấm muối ăn mớ đi bà ngoại. Chấm muối ngon lắm. Bà ngoại. Ngồi chấm muối ăn mớ. cái bịch muối hả? Đây nó định theo bịch muối ha. Wow, ui trời ngon quá. Nãy quên biết ổng đem theo muối, kêu ổng cầm hũ muối xí muội á. Ừ. Đâu biết ổng cầm theo muối đâu. Ngon ngon. Ngon lắm. Dạ ngon lắm. Dạ miếng muối ớt ăn cũng được. Dạ ngon lắm. Ừ. Ê kiếm mấy xô đâu ra nữa vậy? Dạ rồi đó lấy. Ra ngoài đó lấy luôn hả? Dạ. Giờ ngồi ăn hết cái xô đó mới về hay gì vậy? Dạ. Dạ nữa. Trời ơi gái tôi. Bây giờ có muốn mới cả nhà. Bây giờ mình dùng làm muối cherry lắc. À, tôi mở đó mà. Cherry lắc mà. Đây bỏ muối vô. Nữa hả? Bây giờ mà bỏ vô cho cherry không? Ba nữa. Con hái cái gì đó mình nghe trời. Nữa hả? À. Trời ơi, từ nãy giờ ăn muối bặm xong giờ rửa. Ông ơi. Nó làm cherry lắc. Lắc gì mà có nước. Đó, nó lắc muối đó. Giờ lắc nè. Lắc rửa thì có chứ lắc thì khổ quá. Mày lắc ra là mày lắc muối không hà. Mày lắc muối ớt. Lắc muối ớt á, xóc xóc lên thôi. Đó, nước đổ đầy luôn. Nghe không con? Ăn đi rồi sốt ruột. Con uống nước không đi. Thôi sạch sẽ. Lợn gái ăn đi con. Thôi con uống nước được rồi. Con ăn con uống nước tí đau bụng lắm. Đây nè. Nguyên Trinh. Ăn đi con. Chấm muối đâu? Ba rửa rồi đó con. Bịch muối kìa. Ba rửa rồi đó, ăn đi. Để lên đây ngon lắm con. Giò ngọt á. Có gì không vậy? Ăn tại vườn luôn. Dễ chấm.
Vậy chấm nữa. À, nó mê mấy trái baby này. Mày mang mấy trái baby này. Giờ giờ mâm mày con. Nó nghe này. Để em ăn dưới này là mày. Trời, để em ngồi hái một nón em ăn rồi. Ăn đi. Và bây giờ sau khi hái xong thì gia đình mình sẽ đi ra tính tiền. Và mình cũng xin ngừng cái video của mình ở đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video và ủng hộ. Chúc cả nhà lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, bình an và may mắn trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại cả nhà ở những video kế tiếp của mình nữa nha. Bye bye cả nhà. Xíp. Coi lại tính tiền nghe con. Over there, Vincent. So you open every day or just a weekend? Yeah, open every day 9 to 7. 9 to 7. Okay. Thank you. Have a good night. Have a good day. Thank you.